lên. Cảm ơn Ái Phương đã đến tham dự sự kiện ngày hôm nay. Và ngay tại khu vực Under the Sea này thì Phương đang có những cảm xúc như thế nào ạ? Thank you.
chờ cái này. Đẹp nha, cho em xin thấy cái phone nhiều hơn, cái phone. Ok. Cho cháu đi lại lên. Ok.
vệ trái đất, bảo vệ môi trường. Thì không biết với sự tham dự lần này trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay, Phương Thắng nghĩ như thế nào về câu chuyện sống đậm chất đêm và với thông điệp về bảo vệ môi trường bền vững mà Samsung mang đến đối với dòng sản phẩm là Samsung Galaxy S22 Series. Xin chào Thanh Thanh Huyền, cũng như là gửi lời chào trân trọng nhất đến với quý khách đang có mặt tại sự kiện đặc biệt ngày hôm nay. Khánh cảm thấy thật sự rất là vinh hạnh khi được đồng hành cùng với Samsung trong sự kiện lần này. Và đặc biệt hơn khi khoác trên mình một thiết kế được làm từ vật liệu tự nhiên, từ tảo biển của nhà thiết kế Trần Hùng. Khánh cảm thấy rất là tuyệt vời khi thời trang và công nghệ đang sử dụng và tái chế lại những vật liệu mà đã qua sử dụng. Và với một điều giống như Thanh Huyền đã nói, Khánh và cả Thanh Huyền đều là người đại diện cho giới trẻ Millennial Gen Z. Và kể từ khi Khánh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái đất 2018, Khánh luôn tâm niệm cũng như là mong muốn rằng bản thân của mình không chỉ là cố gắng để hoàn thiện hơn mà và làm những cái tạo ra nhiều thêm những cái giá trị trong cộng đồng, thì Khánh còn mong muốn có thể đem những cái thông điệp tích cực này đến với các bạn trẻ ngày nay. Và đặc biệt hơn, một điều Khánh rất là bất ngờ đó chính là giới trẻ ngày hôm nay họ rất quan tâm đến các vấn đề như là nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu, bảo vệ biển. Và cũng như mọi người đã biết thì đại dương rất rất quan trọng đến với cuộc sống của chúng ta. Và một điều mà Khánh biết được rằng đó chính là hơn 600.000 tấm lưới đánh cá được bị thải ra biển mỗi năm. Cho nên một điều rất là tuyệt vời từ Samsung khi mà những chiếc điện thoại này được sử dụng lại nhựa từ các lưới đánh cá đã bị thải ra biển. Đó là một cử chỉ rất là tuyệt vời. Và Khánh mong rằng Samsung sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho Khánh cũng như giới trẻ. Bởi vì Khánh rất là vinh dự khi được đứng đây, được trải nghiệm sản phẩm này, cũng như là được đồng hành cùng với giới trẻ Việt Nam để bảo vệ môi trường và tạo thêm nhiều giá trị tích cực cho cuộc sống. Khánh mong rằng chúng ta sẽ chung tay để mà vì tương lai tốt đẹp hơn. Xin được cảm ơn chia sẻ đến Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh. Hồi nãy giờ thì mình thấy là Phương Khánh theo dõi chương trình rất là chăm chú. Thì mình tò mò là không biết Phương Khánh thích những gì mới, những điểm gì mà Phương Khánh cho là nổi bật và đột phá về công nghệ đến từ Samsung Galaxy S22. Một điểm mà Khánh thích nhất đó chính là cái giống như Khánh đã biết được là Samsung đang thiết kế ra một cái công nghệ để tiết kiệm năng lượng cho bộ sạc nè, cũng như là giảm thiểu những rác nhựa, thải nhựa từ bao bì. Và một điểm đến từ công nghệ đó chính là việc chụp ảnh ban đêm rất đẹp nhé. Và cùng với đó thì mình tin là khi mà Phương Khánh dùng chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 thì sẽ có thể tạo nên được những cái khoảnh khắc rất là tuyệt diệu ban đêm. Vì thường là Phương Khánh sẽ xuất hiện tại những cái sự kiện rất là lớn, giống như là trong buổi tối ngày hôm nay trong ban đêm, đúng không? Hy vọng là Phương Khánh sẽ có những trải nghiệm thật là tuyệt vời với dòng sản phẩm này. Cảm ơn, xin cảm ơn Thanh Thanh Huyền, xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, trong sự kiện ngày hôm nay thì chúng ta có một hoạt động rất là nổi bật. Vì thế mà Thanh Huyền mong muốn là được mời Phương Khánh sẽ cùng nán lại sân khấu trong ít phút để có thể cùng đồng hành với Thanh Thanh Huyền và những quý vị khách quý trong phần đặc biệt này. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta có một cái hoạt động được gọi là Photo Contest lần thứ 2 cùng với hai hashtag là Galaxy S22 và hashtag là Sống đậm chất đêm. Và hai người khán giả của chúng ta cũng sẽ nhận được hai món quà rất là đặc biệt đến từ Samsung. Với nhà sáng tạo thì quý vị sẽ nhận được là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra. Và đối với giả sống đậm chất đêm thì quý vị sẽ nhận được một Samsung Galaxy S22 Plus. Và ngay bây giờ thì Thanh Huyền đang cầm trên tay kết quả chung cuộc. Rất là hồi hộp. Ngay lúc này xin được chúc mừng cho giải sáng tạo, xin được chúc mừng cho bạn Phạm Thế Hiển. Xin được chúc mừng và xin được mời bạn cùng tiến lên trên sân khấu ngày hôm nay để nhận giải thưởng của chương trình người may mắn nữa. Dạ, sống đậm chất đêm ngày hôm nay. Xin cảm ơn và xin được mời bạn. Xin được chúc mừng cho bạn Nguyễn Thị Quân Như. Xin được chúc mừng và xin được mời bạn sẽ cùng tiến lên sân khấu ngày hôm nay để nhận một chiếc Samsung Galaxy S22 Plus. Các vị trong ban lãnh đạo công ty điện tử.
Cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.